các bạn ở đây hôm nay là ngày 25-26 Tết ở Mỹ nè, đây là chợ ABC nha. Bây giờ đây là cái cảnh mà mọi người chuẩn bị mua hoa quả trái cây này nó để về trưng Tết. Thì bên đây là chủ nhật, hôm nay chủ nhật ở bên đây, đó đây là chợ ABC nè. Đây, đi qua bên kia thôi đi con, chợ trái cây rồi thấy không? Ở đây người ta đốt pháo này, người ta mới đốt pháo đó. Đó, bạn có thấy xác pháo không? Xác pháo ở dưới đất á. Ở bên đây bây giờ mới có cái hưởng được cái không khí đốt pháo Tết thôi. Cái Việt Nam dễ gì có. Đây là chợ ABC, hôm nay giờ này có bộ ít á, người ta đang tập trung ở bên Phúc Long Thọ ở bên kia kìa, Phúc Thọ đằng kia. Còn bên đây là chợ ABC. Đi con, let's go. Đó, xung quanh đây là chợ ABC kìa. Đó là xe. Đúng chưa? Sáng đó rồi, đi. Ở đây sáng là sáng là lộn xộn lắm luôn. Bây giờ thì đỡ, tối đỡ chứ sáng là lộn xộn lắm luôn á. Cái bánh mứt này nè, bây giờ cho tôi cả bánh mứt này, bánh ven nè, đó, bánh mứt trái cây nè. Đó, mặn trầu này nữa nè, thấy không? Đủ thứ hết á. Không khí đi mua bánh mứt này nọ của người Việt ở bên Mỹ. Lấy mứt rừng nè. Mua ăn. Lấy hũ hũ kẹo chua ngọt này nọ kìa. Đó, nó đầy đủ hết ha. Các món ăn của cư vị Việt Nam đó không thấy chân. $18. Còn cái bên đây mà các bạn thấy là thấy không? Tết cũng $18 luôn. Wow. Rất rõ là $14. Đó, không khí đón Tết chứ được rồi, thấy không? Bây giờ bông nó ra ở đầu cái họ người ta lựa bông quá tuyệt luôn. Ở tiểu bang Cali, ở Nam Cali này thì mới có không khí vậy chứ ở tiểu bang khác thì nó không có đâu. Các bạn thấy không? Nếu mà ở tiểu bang khác, tiểu bang khác là muốn được những không khí này, ai mà gặp được chắc nhớ lắm. Cam quýt măng cầu này nọ ổi măng cầu này mà bên kia chú ăn kia qua nhìn nó hấp dẫn lắm rồi. Thấy rồi. Tết này lớp quay một chút xíu cho các bạn coi khung cảnh. Ok, để chút xíu các bạn coi những cái khung cảnh mà chợ Tết của bên này. Mọi người hình thị giờ rất là nhớ Việt Nam, mà muốn về Việt Nam để ăn Tết, nhưng mà mấy đứa nhỏ kẹt, mấy đứa nhỏ đi học không có giờ được. Ok, đây
xuống cho bạn coi vậy thôi ha. Đó, xung quanh là vậy.